con đau cái bụng ở đây nè chú. Dạ. Con mình bên nhà. Bị khoảng 3 năm không? Dạ, 4 năm rồi. 4 năm hả? Năm chậu tới giờ đó. À, vừa nãy tôi làm bệnh coi cậu thấy đỡ không nha. Dạ. Giờ cậu bóp bụng có đỡ chưa? Tôi vẫn còn đau chú ơi. Bớt, thấy bớt không? Bớt mà thấy bớt không? Thấy nhẹ chưa? Dạ cũng hơi nhẹ nhẹ rồi. Nhẹ hả? Dạ. Để tôi làm trực tiếp. Rồi. Bóp ra cái đảo phân bao nhiêu phần? Nó có cái gì bột bột ở trong á. Ờ, đây. Chào chú. Giờ bóp bụng mạnh coi. Nó có cái gì nó bột bột ở trong và nó như là nó có một cái gì ở trong bụng á, con không biết. Nhưng mà tôi làm vậy thấy đỡ chưa? Dạ nó nhẹ nhẹ. Nhẹ hả? Dạ. Con bị gì chú? Trong bụng làm nó chạy rồi nó gò là. Dạ. Vừa bóp bụng đỡ nhiều chưa? Có đi bác sĩ chưa? Con đi bác sĩ mà con khám không có ra bệnh. Ừ.
mà cái móng tay con tự nhiên nó đột ngã màu nè chú nè. Ừ. Chú coi cái móng tay con nè. Thấy không, nó ngã màu đó. Cái mà bạch máu chạy xuống nó cảm ứng đó. Cái mạch máu rồi chú. Ờ, à, mạch máu nó xuống đó. Làm nó chạy gò phải không? Dạ không, giờ thì hết chạy rồi. Phải dạ, vậy là giảm bớt rồi phải không? Nó có giảm nhẹ nhẹ xíu. Ờ. Không bị sao chú? Có làm gì mà ghét ai không? Cho người ta ghét á? Dạ không. Dạ không. Con cũng biết nữa mà con nghĩ là vấn đề là chuyện tình cảm thôi. Sợ nó người ta ghét con chơi cậu đó. Chơi ngay cái bụng đó. Nó nói giờ cậu hiểu chưa? Dạ. Ờ, cái ăn đồ mà mua cái rau nhấp đá mà ăn cho phá bùa. Biết không? Dạ. Dạ. Ăn cũng được, mình bất kỳ mình ăn cơm ăn cá gì cũng phải có cái rau nhấp đá. Dạ. Đó để nó phá cái thần bùa.